Vâng, kính thưa quý vị thân mến, xin được đồng nhiệt và hân hoan chào đón, chào mừng tới diện diện là trên các cụ ngõ các bà cô dì chú bác cùng anh chị em bạn bè nam nữ thanh niên. Chúng ta đã trở về không gian tiệc cưới trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Linh Hương xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, và chúc cho chương trình sự kiện đại lễ thành hôn, đại lễ trao duyên mới, chú rể Sơn Tình sánh duyên cùng với cô dâu Thu Phương sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, trân trọng được kính mời tới diện diện của hai ngôi sao ngày cưới, hai gương mặt rạng rỡ nhất, hai nhân vật chính trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời chú rể Xuân Tình cùng với cô dâu Thu Phương sẽ tay nắm tay tiến về phía trung tâm sân khấu để chính thức ra mắt quan viên đại hộ bốn bên và tổ chức sự kiện đại lễ thành hôn trong năm hạnh phúc cho buổi chiều ngày hôm nay. Và một tràng tay của quý vị nồng nhiệt chào mừng. Chào mừng ban tổ chức cùng xin phép được trân trọng kính mời với sự hiện diện cao quý của một bác trưởng đoàn đại diện đến từ gia đình dân tộc Hòa Nhà Trai và một bác trưởng đoàn đại diện đến từ gia đình dân tộc Hòa Nhà Gái mà những người làm chương trình chúng cháu thường gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao của hai bên gia đình. Trân trọng kính mời bác sẽ tạm rời những bàn tiệc nước thịt trà và di chuyển lên phía trung tâm sân khấu để chính thức đến với nghi lễ trao dâu nhận dâu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị nổ một tràng pháo tay để chào đón diện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện đến từ hai bên gia đình. Đó là giờ phút này đây cho phép chú rể Xuân Tình cùng với cô dâu Thu Phương và hai bác trưởng đoàn đại diện sẽ có một cái nghiêng mình cúi đầu chào toàn thể quý vị và khách quý đang có mặt tại hôn trường cưới để thay cho những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. 3, 2, 1 xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp. Hôm nay là ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, được sự đồng ý nhất trí của chính quyền hai địa phương, được sự vun đắp của đôi bên gia đình và đặc biệt là được sự đồng tình của đôi tân lang và tân gia nhân. Hôm nay tại phía từ xa gia đình nhà trai có tổ chức sự kiện đại lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc trong buổi chiều ngày hôm nay, và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị cô bác anh chị, ban tổ chức xin phép được trân trọng tuyên bố sự kiện đại lễ thành hôn, đại lễ trao duyên mới chú rể Xuân Tình kết duyên cùng với cô dâu Thu Phương xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng tay lớn của quý vị để chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, đúng là hôm nay xuân họp trước mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà, miếng trầu luôn là đầu câu chuyện. Và để mở đầu câu chuyện trao cô dâu Thu Phương về làm dâu con cho gia đình gia tộc Hòa Nhà Trai, thì ngay sau đây ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời với sự hiện diện cao quý của bác trưởng đoàn đại diện đến từ gia đình gia tộc Hòa Nhà Gái sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ, kính thưa toàn thể hội hôn. Tôi xin giới thiệu, tôi là ông của cháu Phương, đại diện cho gia đình Hòa Nhà Gái. Lời đầu tiên, xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể hội hôn, lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành, tức sự đón tiếp nồng hậu của gia đình Hòa Nhà Trai đã dành cho họ, nhà gái chúng tôi. Kính thưa toàn thể hội hôn, người xưa nói rằng trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Hai cháu Phương và cháu Tình đã đến tuổi trưởng thành. Trải qua quá trình tìm hiểu của hai cháu đã tâm đầu ý hợp và nguyện kết tóc sơ tư, kết duyên chồng vợ. Được sự ủng hộ vun vén hạnh phúc của hai bên gia đình và được sự công nhận của chính quyền hai địa phương, hôm nay gia đình hai gia đình chúng tôi đã chọn ngày này tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai cháu.
trước sự chứng kiến đông đủ của các cụ, ông, các bà, quan viên hai họ, tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái xin chính thức chào cháu Phương kể từ nay trở đi sẽ làm dâu làm con gia đình các cụ, ông, các bà, gia đình họ nhà trai, và cũng chính thức nhận cháu tình kể từ nay trở đi sẽ làm con làm cháu gia đình dòng tộc họ nhà gái chúng tôi. Và cũng kể từ đây hai cháu chính thức lên vợ lên đồng, hai gia đình chính thức kết tình thông gia. Và cuối cùng một lần nữa tôi xin kính chúc các cụ, ông, các bà mạnh khỏe, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, cảm ơn tới sự hiện diện cao quý cũng như những lời phát biểu chào dâu của bác trưởng đoàn đại diện đến từ gia đình gia tộc họ nhà gái. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là qua sông thì phải có đò, mà đưa đón dâu mới thì phải chuyện trò đôi câu để cho nên rể nên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Thì ngay sau đây ban tổ chức cũng xin phép được trân trọng kính mời với sự hiện diện cao quý của bác trưởng đoàn đại diện đến từ gia đình gia tộc họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa mọi người có mặt tại hôn trường buổi chiều ngày hôm nay. Qua lời phát biểu của ông đại diện trưởng đoàn họ nhà gái, thay mặt cho họ nhà trai, tôi rất là phấn khởi và cũng xin đón nhận cháu Thu Phương chính thức từ nay sẽ là con, là dâu của dòng họ nhà trai chúng tôi. Và tiếp theo là cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các bộ, công, các bà, đặc biệt là các cụ công, các bà và các gái không quản thời tiết nóng được như này, rất là nhiệt tình và hăng hái say đưa cháu Thu Phương về đến gia đình và gia đình chúng tôi để có buổi tổ chức hôn lễ cho hai cháu ngày hôm nay. Và cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ công, các bà, hai họ nhà trai và nhà gái đã có mặt đông đủ tại đây để chứng kiến buổi lễ thành hôn của hai cháu của gia đình chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn các chị. Rất là tuyệt vời, cảm ơn những lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn đại diện đến từ hai bên gia đình. Và trân trọng kính mời bác sẽ bước lên phía trung tâm sân khấu một bước, dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm để gắn chân tình thông gia. Và đại gia đình nhà mình nổ một tràng pháo tay đẹp nhiều niềm chúc mừng. Của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, tiếp tục uống nước, xơi chầu, hút thuốc và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong những phần tiếp theo. Và trên trung tâm sân khấu hiện nay đó là diễn diện của đôi chim bồ câu đẹp nhất, chú rể Xuân Tình, cô dâu Thu Phương. Thì cô dâu và chú rể ơi, không khí đang nóng đúng không ạ? Đang nóng thì nóng hơn được không ạ? Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy hướng đôi mắt thân thương của mình lên phía trung tâm sân khấu để cùng chứng kiến một nụ hôn cháy bỏng mà chú rể Xuân Tình sẽ dành tặng cho cô dâu Thu Phương trong buổi chiều ngày hôm nay, để minh chứng cho một tình yêu đẹp nhất, một tình yêu tuyệt vời nhất mà đôi bạn trẻ đã dành tặng cho nhau. Và xin mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ quay vào tư thế đối diện. Và trước khi thực hiện nụ hôn cháy bỏng, cho phép MC phỏng vấn chú rể vài câu như sau ạ. Chú rể Xuân Tình đẹp trai, yêu cô dâu Thu Phương xinh gái bao nhiêu lâu rồi ạ? 9 năm. Thưa quý vị, một quãng thời gian không hề ngắn đúng không ạ? Vâng, trong khoảng thời gian đấy hai bạn đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió để đến với nhau trong ngày hôm nay. Và chúng ta đã kết thúc tình yêu và chuyển sang tình vợ chồng, chính thức bước vào cuộc hôn nhân mới, một hành trang mới, một quãng đường mới sắp tới trong thời gian tiếp đây. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy chuẩn bị những tràng pháo tay của mình để cùng chứng kiến một hôn cháy bỏng nhất mà đôi bạn trẻ đã sẽ dành tặng cho nhau trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Cả nhà mình chuẩn bị chưa? Cô dâu và chú rể chuẩn bị chiến đấu ạ. MC xin phép được thông báo với cô dâu và chú rể hôm nay là nụ hôn full HD không che nha. Dạ vâng, đôi bạn trẻ chúng ta chuẩn bị ạ. Vâng, rất là tuyệt vời.
Vừa rồi đôi bạn trẻ đã dành tặng cho nhau một đôi hôn cháy bỏng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và liên tục chương trình trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ tiến về phía dưới trung tâm hôn chấm cưới. Mời nước mời chầu quan viên hài hò bốn bên trong buổi chiều ngày hôm nay thay trưởng những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Và để quay trở về với trang văn nghệ, chúc mừng hạnh phúc cho gia đình cũng như hạnh phúc của đôi yên ương trong buổi chiều ngày hôm nay, cho phép MC Thanh Hương xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý một nhạc phẩm mang